không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tình la lúc cái gì chứ? Anh à, chuyện gì? Biết rõ tôi luyện qua thiết đầu công mà, cũng không nên dùng giày để mà thử. Coi nè, thiệt tình. Không phải là của tôi. Đôi giày này là do người đẹp tặng cho anh. Người đẹp. Người đẹp nào? Hả? Thì là người đẹp đó. Đẹp lắm mà. Anh coi. Cái đó phô bì hả? Đẹp thiệt. Coi nè. Nè, coi cho kỹ. Hơi giống phô bì. Phải đó. Thôi hai cái tên chết bầm, uống tôi nổi xe mềm bây giờ còn về đây làm gì? Coi chỗ này giống như hộp đêm hay là khách sạn tính giờ? Không phải cô, chúng tôi uống rượu xong đương nhiên là phải kiếm chỗ nào để nghỉ ngơi cho tan rượu. Cô nổi nóng làm gì? Phải. Muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi. Đúng. Chỗ này là chỗ làm việc, còn uống tới say mềm, lỡ như ói tùm lum tà la thì khổ cho người ta. Đi ngay cho tôi. Bà chủ, không phải. Không có. Nè, muốn được sao? Rồi, được rồi. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cần gì nói một cách mất cảm tình vậy? Bà chủ. Biết tao bà chủ rồi hay sao? Dạ, biết. Con không chịu đi. Đi, có thể, đi, mà đi đâu chứ? Không đi phải không? Đi đâu? Tôi sẽ gọi điện thoại kêu ông chủ đuổi các người đi. Bà chủ, biết sợ, tôi biết, tỉnh rồi, tỉnh mà. Điện thoại của tôi còn ở trong kia. Ông chủ đó, mau lên, ông chủ. Ôi cái ông chết bầm này, còn sai hơn là hai cái thằng kia. Đứng lên, mau. Đừng lái xe bớt. Lái xe bớt, con mập chết bầm này. Nói với tôi ra phụ anh Thọ, thì ra cũng với hai thằng trời đánh kia đi ăn nhậu. Đừng kêu áo của tôi kêu trọng tài móc thẻ đỏ đuổi ra đó. Đứng dậy, đồ da dết. Trọng tài, đẹp là ngon lành sao? Trọng tài. Gì vậy? Ê, nè, trời mưa sao? Ê, nè, làm gì? Ê, là em. Nói thật được thà. Nói mau. Cái gì chứ? Nói. Phải, anh theo tụi nó đi tới quán rượu coi đá bên. Không có để ý cho nên đã uống vài lon. Không nói cho em biết gì sợ em giận. Anh muốn giỡn trò gì đây? Trong lúc này mà còn muốn bám sát hai cái tên đó. Hư thân rồi, còn để lộ nguyên hình. Bà chủ, sao nói như vậy? Bà nói như vậy nghĩa là không đúng. Chúng tôi chỉ là đi coi bành thôi. Hừ cái gì chứ? Ông nói đi, hừ cái gì? Thiệt là. Sao tôi? Nè, Nguyên, dìu tôi đứng dậy. Tôi cũng phải đứng dậy. Tôi chụp anh tìm. Không thèm tới chỗ của cô. Cô xô tôi hả? Nè, làm gì? Hả? Lúc nãy uống rượu còn ngon lắm kìa mà. Tại sao bây giờ yếu xìu vậy? Phải rồi. Vậy sao? Tôi cho anh thêm một cơ hội. Nói đi, thêm một cơ hội. Nói thẳng với mặt bả. Mau đi. Đứng dậy. Dạ, anh hùng lên. Sợ cái gì? Dạ, sợ gì? Nói đi. Nói. Phải. Anh là chủ của gia đình. Anh phải sống cho anh. Phải có tự do của anh. Phải kiếm lại lạc thú của đời người. Nói rất hay, hay lắm. Nói vậy là sống chung với tôi đã không còn lạc thú. Mỗi ngày tôi loa căn tiệm này cho anh, tôi có lạc thú hay sao? Anh nói coi, hả? Năm xưa nếu không phải anh, không bậy bạ, cũng không có đi chơi đêm, thật thà ngoan ngoãn, nghe lời của tôi nói, tôi chịu lấy anh à. Cho anh tương tệ của ngày xưa bây giờ đã đi đâu rồi? Đàn bà đừng có nhiều ý kiến có được hay không hả? Đừng nói nhiều. Đúng vậy, anh là đàn ông, anh có tự ái mà. Có tự ái. Được. Rất ngoan lành. Anh cần tự ái có phải không? Tôi cho anh tự ái luôn. Được. Ba cái tên tội các người, uống cho tới say mềm. Giỏi lắm. Ngoan lành. Không cần mà khóa cửa. Không có tiện. Nè, ngồi xuống đã. Đừng có đi nhanh quá như vậy. Thật sự đi chứ. Anh Tề. Hả? You are the man. Yeah.
Men. Ly dị, ly dị rồi. Đồ quỷ, nếu không có chuyện đàng hoàng tôi chịu tha cho ông. Về nhà sẽ biết tay của tôi. Muốn tôi nghe điện thoại. Chờ kiếp sau. Không có taxi. Đồ mẹ ghẻ. Cố tình nói tôi và Leo không có hợp nhau. Muốn chia cách chúng tôi hả? Nghe điện thoại, nghe điện thoại, nghe điện thoại đi em ạ. Ôi à, ly dị rồi. Ngay cả điện thoại mà cũng tắt luôn nữa. Bà chưa từng bao giờ làm như vậy. Bình tĩnh một chút anh Tề. Bà không nghe điện thoại kể như đêm nay không cần phải lo. Một lát nữa đi chơi. Hey, đại chú. Nè, anh Tề. Chuyện gì? Hey, anh đừng có hốt hoảng. Anh hãy sẵn dịp đoạt lại chủ quyền. Đừng có để bà đè đầu. Tôi năn nỉ không được bà, ngay cả ăn ở cũng tiêu luôn. Giờ anh có giận, cùng lắm đi về bên ngoài thôi. Bà không có người bên ngoài. Không có bên ngoài thì về nhà. Một lát trở về nhà năn nỉ bà thì được. Không lẽ chỉ vì uống rượu một lần lại ly dị hay sao? Đồ không, thiệt tình. Thì phải, anh còn nguyên căn tiệm của bà. Sợ cái gì bà không có bỏ đi đâu. Tụi bay chưa có vợ tụi bay không có biết. Thôi không thèm nói nữa, thu xếp đồ đạc lại lên. Nè, anh đi đâu? Tôi đi kiếm vợ. Nè. Tôi còn tưởng anh Tề is a man. Thì ra anh là woman. Hả? Chị chảy à, chị Phi đã về chưa? Chưa về, con không thấy, có chuyện gì? À không, tôi chết, con chưa có về đây, điện thoại cũng không mở. Đi đâu hả? Em về rồi à? Chào chị. Nè, có để dành canh cho em, xăm qua kỳ tiệm nước dừa xiêm hạ quả đó uống đi. Để dành cho Phi Phi, giờ có em về chắc chắn là bà giận ghê lắm. Có chuyện gì? Tụi em gây với nhau à? Em sơ ý cho nên làm cho bà giận, không biết có phải là vì giận rồi bỏ đi không? Không có, làm cho Hả giận thôi. Lúc nãy trong phòng làm việc nghe nói là đưa bản vẽ đến phòng cắt. Bây giờ có lẽ chỗ của anh Quân. Em gọi cho bạn. Đừng có gọi. Em biết vợ em khi làm việc không muốn bị người ta làm phiền. Hãy đợi một chút. Chỗ này là chỗ nào? Xin lỗi, xin đừng trách. Tôi chỉ là hoa nượng thôi. Xin lỗi. Con đợi cổ hả? Xin lỗi anh Quân. Hay là vậy, anh về trước đi. Được, nếu bạn gọi điện thoại cho anh, nhớ cho tôi biết ha. Được, làm phiền anh. Vợ em không có tới chỗ của anh Quân. Chắc nóng giận quá nên chơi màn mất tích. Em xin lỗi, đừng có giận anh có được không? Anh à, tại sao em điện thoại cho anh hoài mà gọi cũng không được? Tại sao lại cốc? Chuyện gì? Đang ở chỗ nào? Em không biết. Em chỉ biết lúc nãy em bị người ta đập ngất xỉu. Em đang ở chỗ vắng vẻ. Chỗ này rất quan tàn. Em không biết ở đây là đâu nữa. Đừng sợ, đừng có sợ. Bình tĩnh một chút, quan sát chung quanh có bạn chỉ đường hay không. Anh lập tức tới trước em. Em chỉ thấy chỗ này có rất là nhiều cây, lại còn có nhiều mộ mã và kinh tháp. Alo, em mà nghe không rõ, em nói cái gì nói rõ một chút coi.
Tôi chết, tôi chết. Không biết có phải lúc nãy tại em quá sợ ý rồi đạp trúng cái điện thoại. Em thử chụp hình chung quanh ở chỗ đó rồi gửi cho anh có được hay không? Dạ. Tôi biết là ở chỗ nào, để tôi gọi cho Phi Phi. Điện thoại gọi không được nữa. Chị Chị, chúng ta đi kiếm Phi Phi. Kìa, chị ở nhà, nếu Phi Phi gọi về nghe giùm em. Hả, mình đi. Tại sao kiếm không có được ngõ ra? Tôi chết, điện thoại là hết pin. Chồng của tôi có kiếm được không? Cứu tôi với. Có ai không? Cứu mạng. Ba, có chắc gì Phi ở trên đó không? Không có lộn đâu. Chị, ở đây chỉ có một con đường, ba bên trái, con bên phải. Nhất định phải kiếm cho được, cẩn thận ha. Dạ. Cứu tôi. Cứu mạng. Cứu mẹ. Tôi. Cứu mạng. Em ơi. Anh à, em ở đây. Em à, em hãy ráng một chút. Anh xuống liền. Em sắp chịu đựng không nổi nữa. Ôi. Em à. Anh. Sao? Không sao chứ? Không sao chứ? Không sợ. Không có sao, không sao, có chuyện rồi. Có chuyện gì cũng có anh ở đây. Đừng có sợ. Là anh sợ gần chết rồi. Nếu chị Điềm không báo cho tôi biết thì tôi đâu biết xảy ra chuyện lớn vậy. Các người không sao chứ? Chúng tôi thì không sao. Thằng này rất là có bản lĩnh, từ sáng tới tối chọc gai đến nỗi có chuyện, xem chút hại chết cả nhà. Bây giờ đã yên chuyện hết rồi, thiệt sự làm cho người ta hết hồn. Báo cảnh sát nói thế nào? Họ cho biết cần phải báo cảnh sát sớm hơn để họ hỗ trợ. Họ cũng khen may là ba lanh lợi, có thể tìm được gì Phi. Phải đó, tấm hình thì chụp tối thùi. Em cũng biết Phi Phi ở tại chỗ nào à? Ngày xưa em là giám đốc tang lễ. Từ tấm hình, em nhận ra tổ mộ của họ Hà ở Cẩm Điền. Vì chỉ có họ mới có hai con thú nằm ngủ ở trên đầu mã. Ôi, cái cô Mickey này còn trẻ mà tánh tình lại độc ác như vậy. Em có chắc chắn là nó hay không? Thật ra em cũng không có mấy khẳng định. Nhưng mà trước khi ngất xỉu, em có nghe dằn dặn tiếng của cổ. Các người cũng biết, cổ điên điên. Tuy rằng tôi không kết quán với cổ, nhưng chắc chắn là cổ. Lúc này cảnh sát cũng có nói như vậy. Họ nói sẽ tiếp tục điều tra. Nếu mà thật như vậy, họ nhất định bắt cổ. Mọi việc cho con gây ra, người nào làm, người đó chịu. Con phải nói rõ với cổ, từ nay đừng có làm phiền người khác. Ôi, đừng có bao giờ làm như vậy. Cô ta sử dụng bạo lực nữa thì tính sao? Thì phải, người giống như cổ chúng ta không nên chọc tới. Đừng gây thêm nhiều chuyện có được hay không? Chưa đủ phiền sao? Báo cảnh sát để cho họ xử lý. Đừng có giở trò tình một đêm, chắc chắn không có chuyện gì. Cái bóp này em rất là thích. Bây giờ bị dơ rồi. Đừng có lo, ngày mai anh sẽ mua cho cái mới. Giúp cái này đi. Cảm ơn. Ôi, thiệt tình là xảo quyệt quá. Anh à, phải coi kỹ là hình vẽ của anh Quân. Ngày mai phải giao cho ảnh rồi. Chuyện gì? Cái bóp chìa khóa của em bị mất tiêu. Có phải bị rớt ở trên núi không? Chắc là con gió điên đã lượm. Chắc là không. Kiếm kỹ coi. Không được. Ngày mai cơ thợ ổ khóa tới. Đổi hết ổ khóa trong nhà và cửa tiệm. Đây là cùi vé xuất cine tối hôm qua 9 giờ rưỡi em đi coi. Tới hơn 10 giờ vẫn chưa có giảng phim. Thì làm sao mà có thể đi xa được như vậy? Mickey không có nói láo. Hôm qua có hẹn tôi đi, nhưng mà tôi không rảnh, cho nên cô đi một mình. Cô Quỳnh, những gì mà các người vừa nói chúng tôi đã lưu hồ sơ hết. Cô giữ cái cùi vé này, sau này nếu cần thiết chúng tôi sẽ tìm cô để điều tra bổ sung. Dạ, thưa biết, cảm ơn sếp. Mickey à, sao cảnh sát tới đây nghiêm trọng quá vậy? Nếu mà ông chủ biết, chắc chắn sẽ rất là giận. Tôi cũng không biết chuyện như thế nào. Có lẽ đó là sự hiểu lầm. Mickey. Nè, chúng ta bàn ở đâu cũng được. Tại sao lại phải đưa tới đây? Tại vì em thích nói chuyện ở chỗ này. Anh có bất cứ chuyện gì,
thì ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ giải quyết hết. Anh còn có chuyện muốn nói với em mà. Nói đi. Sao? Anh không dám nói à? Vậy thì để em nói. Có phải là anh không có còn yêu em nữa? Phải. Phải. Nếu anh không thương em thì tại sao anh lại theo em? Tại sao anh lại đối với em tốt? Anh muốn đùa giỡn với em. Lúc đầu tôi thật sự có cảm tình với cô, nhưng không biết bây giờ sao không còn nữa. Tôi biết đây là lỗi của tôi. Tôi không nên thương cô một cách dễ dàng, là lỗi của tôi. Tôi không nên mang tình cảm ra làm trò đùa. Tôi thật sự không biết là em thật tình. Tôi cũng nghĩ là giới trẻ thương đó rồi quên đó. Tôi không ngờ làm cho em đau buồn. Xin lỗi. Xin lỗi. Bây giờ anh chỉ cần nói một câu với em xin lỗi thì kể như là không có chuyện gì xảy ra. Anh có biết là em thương anh đến cỡ nào hay không? Em càng ngày càng yêu anh. Mà bây giờ anh nói là anh không còn thương em nữa. Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không biết rõ. Tôi chỉ vô tình. Chúng ta quen nhau quá nhanh. Tôi tưởng đây là đợt sống mới. Không ngờ cô lại thiệt tình như vậy. Tình cảm đâu có phải là chuyện để dẫn chơi. Anh không có thể nào không thương em. Chúng ta là một cặp trời sanh ra. Em biết rõ. Có phải nguyên nhân chính là vì của anh hay người nhà anh, cho nên anh mới thay đổi? Có phải chính họ đã ép buộc anh? Không phải. Họ không liên quan gì hết. Đừng quấy rầy người nhà của tôi. Tôi phải nói rõ ràng với cô, tất cả chuyện này là do tôi. Có chuyện gì cứ kiếm tôi. Không nên trút giận lên người nhà của tôi, vì tôi đã bị cô làm cho hoảng sợ. Hãy ngừng lại đi. Tất cả những việc làm của em chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngừng cái gì lại? Em thiệt không biết là anh đang nói gì. Đây là chuyện với hai chúng ta thôi. Mickey à, anh đã biết lỗi rồi. Anh thật sự hối hận. Anh năn nỉ em. Từ nay anh sẽ thật tình đối với tình cảm, sẽ không giỡn chơi nữa. Cho anh một cơ hội, xin em đừng có gây chuyện thêm. Anh không thích hợp với em. Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta hãy chia tay nhau trong hòa bình. Chia tay? Phải, chia tay. Em thật sự yêu anh lắm. Em không thể nào mất anh được. Con người anh vô tích sự, không có học thức, không có sự nghiệp. Anh không phải là người chững chạc, hoàn toàn không đáng cho em ưa thích. Sau này chắc chắn em sẽ kiếm được một người xứng đáng hơn anh. Em hãy chấp nhận nha. Ok, được. Gặp lại sau. Bye bye. Candy. Hả? Một tiếng sau sẽ có thể đến đây để đổi ổ khóa. Ăn trưa xong nhớ về sớm một chút. Được. Ok. Ê, Phoebe, không cần đổi. Bỏ vô trong nhà vệ sinh. Chắc là chị quá hồ đồ, không nhớ là mình bỏ chỗ nào. Ôi, thiệt là may quá. Tưởng là bị con nhỏ điên đó lấy mất rồi. Nè, gọi điện thoại quỷ bỏ đi. À, được. Wow, cô rất giỏi. Cô có biết không, nếu đổi hết ổ khóa của công ty, ít nhất là mấy ngàn đồng. Cô đã tiết kiệm giùm tôi mấy ngàn. Cần gì phải nói. Đúng ra là ở hiền gặp lành.
Em à, anh có mua quà tặng cho em nè. Là gì? Điện thoại bị hư cho nên anh mua cái mới cho em. Xong rồi sẽ gắn cái phần GPS vào cho em. Bà chủ vui vẻ trong lòng rồi. Ông chủ thiệt là tốt, còn rất là ngọt. Không ngưỡng mộ không được. PB, chuyện gì? Không, anh trai còn mua cái này cho chị nữa nè. Coi đi. Là gì? Là máy theo dõi. Đã có bầu rồi. Đâu có. Cái này chủ yếu đặt ở đầu giường của em bé để theo dõi nhất cử nhất động của nó. Dùng để làm gì? Chứ, nói cho em nghe sẽ không còn vui nữa. Nói rồi cũng đâu có biết. Nè, đưa đi, anh sẽ gắn vào. Một lát nữa biết liền. Wow, mê chết đi được. Độn lên gấp đôi. Nếu mà chơi bạo hơn thì độn thêm 3-4 cái. Đẩy chỗ này một chút, kẹp một cái, cho thêm chút bóng tối. Không no tròn đi nữa cũng thành ngũ lãnh cao sơn. Thì ra là cô ăn gian, cứ tưởng là cô bơm ngực để làm đám cưới. Nè, cái cô dâu này bên ngoài thì hiền lành, nhưng bên trong hào phóng. Nè, cái máy walkie-talkie này không hiểu quá hả? Chỉ một chiều chúng ta nghe người ta nói mà người ta không nghe mình nói gì. Biết rồi, cho dù anh chửi PB, cổ không có nghe. Cổ chửi anh nghe rõ ràng. Đương nhiên. Điều duy nhất chỉ là vì an toàn của bả mà thôi. Hàng mẫu của anh Quân làm rất khá, yên tâm. Tóm lại bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải tự làm lấy hết. Nhờ nghỉ ở coi như là chết chắc. Kêu họ làm chút việc cũng phải hối lên hối xuống. Trả lương cho họ mà cũng bị bực bội. Đừng giận đừng giận. Nếu mà giận sẽ có nhiều nếp nhăn không có đẹp. Có biết không? À, gì? Dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối. Chúng ta đừng có về công ty. Đặt chỗ ở chỗ này. Chúng ta ăn tối chung với nhau có được không? Gần đây anh bám sát em. Vậy? Giống như là super glue. Bám chặt người ta. Làm gì đây? Theo ra theo vào. Anh muốn làm mật thám hả? Khi mà chúng ta quen biết nhau, người ta đã nói chúng ta như là hình với bóng, bám nhau như là con sam. Chứ, việc lui tới anh còn nhớ à? Đương nhiên nhớ kỹ. Nè, có mua đồ kìa. Anh rõ ràng đang nói chuyện với em, vừa thấy cái đẹp liền nhìn chăm chăm ngay. À không, em coi coi. Có phải muốn em chửi hay không? Coi xong rồi chửi. Còn cái gì hả? Đằng kia kìa. Thằng Dư. Thằng trời đến này đi kiếm thêm. Nè, cái gì là kia? Ok, ok á. Tới được, bye bye. Hay quá, xong hết. Dạ. Thưa ông Dư, ông cũng thiệt là quá đáng. Chưa tan sở đã trốn ra đây trang điểm cho người ta. Tôi chỉ giúp cho người bạn. Tôi không có trí nhớ, nhưng mà vẫn chưa bị lãng trí đó thưa ông. Ông vô Only You của tôi chưa có đầy một tháng, đã xin nghỉ bệnh hết mấy ngày. Còn nếu không tới trễ về sớm, suốt ngày than mệt không được khỏe. Còn nếu không thì bị kẹt xe ở gần khu nhà công ở. Tất cả đều là những lời nói láo. Rõ ràng coi việc chánh như việc phụ. Ông đi làm kiếm thêm tiền cũng không sao, nhưng mà ông được có lấy hết trọn phần tiền lương tôi đã trả cho ông. Xin lỗi. Xin lỗi hả? Nè em à, em đừng có giận, đừng gây chuyện ở ngoài đường. Ngày mai trở về tìm rồi nói đi. Ông hãy nghe kỹ, tôi cho ông thêm một cơ hội. Ngày mai đúng 9 giờ sáng có mặt ở trong công ty giùm tôi. Nếu không thể thu dọn khăn gói lên đường giùm tôi. Thiệt là hết nói mà. Dạ xin lỗi ông chủ, nhà tôi có nhiều chuột lắm, có cách nào để đối phó với chúng hay không? Mua thuốc chuột về xài, lát nữa tôi chỉ cách cho. Dạ được, cảm ơn. Xin hỏi tên gì? Họ Quát. Chào ông Quát. Hồi nãy tôi có coi hình đám cưới bên ngoài, thợ chụp hình ở đây rất tao nhã và nên thơ. Dạ phải, thợ chụp hình riêng của tiệm chúng tôi là Summer Chụp. Có rất nhiều người khen ảnh chụp hình độc đáo lại có cảm tình. Mời coi. Chụp hình thì đương nhiên phải đẹp, nhưng mà áo cưới nó cũng rất là quan trọng. Chúng tôi có nhiều kiểu áo cưới, toàn là kiểu mới, bảo đảm vừa ý. Nếu không chọn được kiểu thích hợp, tôi có thể thiết kế một bộ áo cưới thuộc riêng cho cô dâu, bảo đảm khách đến sẽ hài lòng. Nghe bà nói như vậy, áo cưới chắc là không có thành vấn đề. Còn trang điểm thế nào? Tôi rất là chú trọng trang điểm. Các người có chuyên viên trang điểm riêng của mình hay không? Đương nhiên là có. Chỗ của chúng tôi Candy là... Là cổ. Là người rót trà thôi. Chào. Candy chính là phụ tá của thợ trang điểm chúng tôi. Ổng là ông Dư. Thợ trang điểm rất là đẹp.
À, anh có phải là thợ trang điểm của model Juna hay không? Phải, sao cô biết được? Tôi đã thấy anh trên tạp chí, anh trang điểm rất là đẹp. Nghe nói hình như là học bên Nhật Bổn, có phải không? Phải, xin chỉ vậy. À, cô dâu thì có mắt thẩm mỹ quá. Nếu như đặt ở chỗ của tôi, ông Dư nhất định sẽ làm cho cô đẹp nhất. Vậy thì không thành vấn đề. Anh à, mình chọn tiệm này. Được. Phoebe xin lỗi, sáng nay thật sự kẹt xe cho nên đã trễ. Không sao, chỉ trễ có một chút. Tôi sẽ cố gắng đi sớm hơn. Vấn đề kẹt xe chỉ là chuyện bình thường, kiếm thêm cũng rất là bình thường. Nè, ý tôi muốn nói, nếu mà anh kiếm thêm ngoài giờ làm việc hay là ngày nghỉ thì đối với tôi không thành vấn đề. Điều quan trọng là biết phân chánh hay là phụ, đừng ảnh hưởng tới công việc tiệm của chúng tôi. Nhưng mà nếu sau này anh thật sự bị trùng ngày hay là cái gì đó, phải báo sớm cho tôi biết để coi làm sao sắp xếp để được phối hợp với anh ha. Bà chủ thật sự là biết điều. Phải. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Vậy tôi đi làm việc ha. Được, cảm ơn. Xin chào. Được. Wow, hả? Tức là đại chuyển biến. Em không phải là muốn sa thải nó sao? Không thể sa thải. Lúc nãy anh cũng thấy, khách vừa thấy ông Dư lập tức ký hợp đồng ngay. Thời buổi này, đặt nặng là tiếng tăm. Tùy ý trang điểm cho model, lại đăng trên tạp chí, rất có lợi cho tiệm của chúng ta. Đúng như vậy. Có thể trang điểm cấp bậc nghệ sĩ thì thế nào cũng có lợi cho tiệm. Đương nhiên, những gì em làm đều là việc của tiệm. Nếu không em làm sao nhịn được summer của anh, rồi nhịn luôn cái ông Dư này. Hai cái tên này tranh nhau làm biếng. Đừng có nóng nữa. Họ làm cho em nóng giận, em trút giận lên anh. Có thật như vậy hay không? Nương tay một chút, điểm tâm sáng nay ăn no quá. Hả? Có hộp bánh ở đây là của ai vậy? Ủa, ê, không phải là của tôi. Vậy thì ăn đi, đừng có lãng phí. Ăn mau, hay ăn bánh nướng. Là cái gì vậy? Là gì? Là thuốc chuột đó. Sao thuốc chuột lại rớt ở bên cạnh bánh? Không lẽ bánh trứng nướng bị bỏ thuốc chuột? Ê, phải, hèn chi có chuyện tốt như vậy. Thì sao lại bánh thuốc độc? Ai thì ăn vậy? Không lẽ là... Chết rồi, tôi nuốt vô bụng rồi. Móc ra. Không được, bụng tôi bắt đầu đau. Thông minh quá, tự biết lấy ăn. Là của tôi đó. Dì Phương là của gì ạ? Chúng tôi nghi ngờ bị bỏ thuốc chuột. Thuốc chuột cũng là do tôi mua. Ở dưới bếp của nhà tôi có chuột. Định mở gói thuốc ra coi sách chỉ dẫn. Bà chủ sai làm việc nên tôi để ở đây. Ủa, sao bị nát hết? Hiểu lầm, ăn được. Dì Phương à, nếu có đồ ăn thì báo trước với chúng tôi, làm chúng tôi hết hồn. Leo sợ gần chết. Thôi nè, cho Leo biết, nó sợ gần chết đó. Rửa tay. Đi. Con mới về. Hả? Sao khuya quá vậy? Mọi chuyện đều tại anh Summer, đêm nào cũng giữ con lại thật khuya. Nếu không đợi anh King thì cũng đợi anh Dư tới mới cho về. Hay, như vậy cũng tốt, có chuyện để làm. Đâu có chuyện gì làm đâu. Có chút xíu gì cũng câu giờ của con. Dì Phi ở đây có ba cháu lo. Còn Summer thì sợ Mickey lại tới phiền cháu nữa, cho nên cố tình kiếm người về với cháu. Khỏi cần phải lo nữa, cháu đã giải thích với Mickey rồi. Con đi kiếm Mickey. Sao cháu lại to gan? Người nào làm người đó chịu. Cháu không muốn liên lụy tới mọi người nên nhận lỗi với cô ta. Cháu còn cho cô biết là tụi cháu không thể nào sống chung, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cô đã đồng ý rồi. Chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát cho người đi kiếm cổ. Dì nghĩ chắc là cổ nhất định sẽ buông tay. Không có gì nữa đâu, mọi người yên tâm. Hy giờ nó đã tu tâm dưỡng tính. Bị Mickey làm cho đầu bù tóc rối, tim đập thình thịch. Tôi chỉ muốn tới đây uống nước. Nếu như cô gái mấy người tự nhiên đi. Không có. Ê, anh không có vui. Anh đẹp trai. Xin chào. Mặt trông lạ quá, lần đầu tới đây. Đâu phải. Đúng. Bây giờ mua 2 tặng 1, gọi thêm một phần đi. Đỡ đồng trả tiền, đương nhiên là chọn cô. Anh đẹp trai quá, rót cho anh nè. Cảm ơn. Nè, cứ tự nhiên. Mất kệ quá vậy, đi tình hết nói. Nè, nè, anh coi. Chuyện gì? Rất là giống Mickey. Cái cô đầu nấm rơm kia kìa. Không phải cô đầu nấm rơm, là cô này. Giống thiệt. Đừng nhìn. Leo, thiệt là may quá. Chào em. Nhưng mà em phải đi ngay, các người ở chơi. Bye bye. Bye bye.
Kỳ quá, tại sao lại không có chuyện gì hết vậy? Còn gì nữa? Đã kết thúc rồi, cho thêm một chầu. Không không không, chầu này của tôi, chúng ta triệt để thoát ly. Ok, thoát ly rồi. Ờ, con đói bụng không, kiếm gì ăn đi. Ôi, đói bụng à, đi tới quán Triều Châu ăn được, ha. Được, ok. Đi. Hello, cô à, có chuyện gì? Chạy, có chút chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ. Cháu hay lập tức về liền nha, hay như vậy ha? Dạ được, không có gì. À, bà cô gọi gấp, tôi không ăn được, mấy người đi. Chạy mau lên. Cô, có chuyện gì? Mặc kệ cô. Tại sao bị trói? À. Summer, là tôi. Đang ở đâu? Ở đâu? Ở đâu mà không được? Không phải, tôi bỏ quên chìa khóa nhà trong công ty. Có thể nào mở cửa cho tôi lấy lại không? Mickey, bình tĩnh lại đi. Không phải là anh đã nói với em rõ ràng và xin lỗi em rồi hay sao? Chẳng lẽ em không hiểu? Em hiểu chứ. Anh có biết là mấy ngày nay em đã theo dõi anh, cảm thấy anh là một người thanh niên rất tốt. Những chuyện anh hứa đều có thể làm được, không cua gái cũng không bị gái cua. Anh thật sự đã biết lỗi nhiều. Em biết vậy là tốt, nhưng tại sao con làm như vậy? Cho nên em mới càng thương anh nhiều hơn. Em hứa là không làm phiền người nhà anh mà. Em đâu có làm hại gì tới cô anh. Em chỉ muốn là cổ ngồi tại chỗ này để làm chứng cho hai chúng ta thôi. Làm chứng chuyện gì? Chứng kiến tôi và anh Leo hạnh phúc đến cỡ nào. Đã nói là miễn cưỡng không có hạnh phúc mà. Cô hãy bình tĩnh đi. Chảy nó không có thích hợp với cô. Rất là thích hợp. Tôi cũng biết có nhiều cô gái là có hứng thú với anh Leo đây. Họ cảm thấy là Leo đẹp trai, nhưng tôi không có cho họ toại nguyện. Tại vì Leo chỉ thuộc về mình tôi thôi. Tại vì tôi và Leo không bao lâu nữa sẽ thành hôn. Thành hôn? Anh coi, tất cả bây giờ đã chuẩn bị xong hết. Chút nữa sẽ là giờ kiết. Cô của anh sẽ làm bà mai của chúng ta. Tôi và Leo chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Có phải vậy không hả Leo? Sao vậy? Anh không muốn thành hôn với em hả? Không có vấn đề. Các người làm đám cưới rất tốt. Người làm như cô đây tôi cũng tán thành. Các người cần phải thành hôn, cứ thành hôn. Được. Em biết anh là người tốt nhất mà. Như vậy thì đừng có chậm trễ. Hôm nay là giờ kiết, mà bây giờ cũng là giờ kiết. Để cô làm chứng hôn cho hai cháu, còn phải cử hành nghi thức. Vậy thì cô phải thả chúng tôi ra. Thả ra ngay. Dạ được. Em định là chút nữa khi mình thành hôn xong rồi, em sẽ dẫn anh đi gặp ba má của em. Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp mặt họ. Thả chúng tôi ra trước đi. Phải, họ ở chỗ nào? Ba má của tôi họ đã tiên du hết. Chết rồi. Nhưng mà chúng ta không bao lâu cũng có thể đoàn tụ với họ. Em cũng thường hay nhắc anh với lại ba má em. Anh yên tâm, ba má của em tánh rất là cởi mở. Em biết là họ nhất định sẽ thích anh. Thuốc chuột hả? Em dùng để pha ly trà dao bôi. Sao hả Leo? Tại sao mặt của anh lại xanh mét mà còn run rẩy nữa? Có phải anh cảm thấy lạnh lắm không? Anh không có lạnh. Dạ, uống mau, uống đi. Uống trà. Không dạ. Được uống. Nghi thức không chính xác. Hộp cổng dao bồi không uống nhanh như vậy không có được. Có tiếng mở cửa. Có người tới.
Thiệt là phiền phức. Không có lần sau. Kiếm cho lẹ, bạn cô đang đợi. Cái gì? Không thấy tôi đang kiếm hay sao? Hey, để tôi giúp. Đừng có lên tiếng, có biết chưa? Thật sự không có, biết đâu đã rớt ở bên ngoài công ty. Không đâu, ê, có lẽ trong văn phòng. Vào coi. Cứ quên đầu quên đuôi. Bây giờ tôi chỉ cô kiếm sợi dây cột sau chìa khóa treo lên cổ như vậy là chắc ăn nhất. Anh thích treo đồ trên cổ như vậy, tặng sợi dây xích chó cho anh đeo. Ê, ở đây nè, hóa ra rớt dưới đất. Ê, nè. Tiếng gì vậy? Chính là cái máy này. Các người đừng có giỡn trò. Bằng không, tôi sẽ đâm chết hết tụi nó. Là tiếng của Vicky. Đúng vậy, không sai. Họ ở trong phòng áo cưới, hình như chị Điềm đang bị uy hiếp. Có thể Leo cũng đang ở đó, tính làm sao? Mặc kệ, báo cảnh sát. Sao không có tiếng? Dây điện thoại bị cắt đứt. Dùng nhanh phone. Cô gọi đến hết điện luôn. Đổ thừa người ta là anh không có sạc pin. Điện thoại của tôi ở trong bóp ngoài kia. Ra ngoài lấy. Muốn ra ngoài phải qua phòng áo cưới. Sợ cái gì? Nhón gót, không có tiếng động. Đi mau. Kiếm gấp cái điện thoại. Kiếm được rồi. Đừng có làm bậy. Bằng không tôi sẽ giết cô ta. Mickey, cô hãy bình tĩnh. Hãy thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ không truy cứu. Không được, các người không có được đi. Hôm nay là đám cưới của tôi, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Có phải vậy không? Không được. Không được, hôm nay là ngày quan trọng của tôi và Leo. Nếu cô ăn nói bậy bạ, tôi cắt luôn lưỡi của các người đó. Leo, ngày hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Phải hợp cẩm giao bôi nè, em đúc cho anh. Em thương anh đến như vậy, không có lý do gì bắt anh uống thuốc chuột. Anh không muốn chết. Bậy 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 bậy, nói cái gì mà chết chết. Cùng nhau mình tiến vào địa phủ sống thế giới của hai người. Nè uống đi. Tưởng tịnh. Tôi không uống. Uống. Không được. Mickey à, không được. Uống mà. Uống mặc kệ nó. Uống đi, lại lên. Đưa cho nó uống. Cười cái gì? Tôi và Leo thành hôn, anh cười cái gì chứ? Tôi cười cô khờ. Không bay bướm thì không chọn. Chọn tới chọn lui, chọn người tệ nhất. Leo làm sao mà bay bướm? Ngày nào tôi cũng theo ảnh. Ảnh không có bay bướm, ảnh rất tốt. Nó tốt, nó bắt cá cả tay lẫn chân. Không có đáng cho cô lấy nó. Anh đừng có nói bậy. Bắt cá hai tay như thế nào, anh nói đi. Thì anh chàng này nè, suốt ngày ra ngoài bậy bạ. Chỉ ở trong công ty thôi mà cũng nầy nọ với cô Mẫn. Leo và cổ có tư tình với nhau. Leo làm sao có tư tình với cổ? Tàn qua bại liễu lại có nếp nhăn. Phải, cổ là tàn qua bại liễu. Nhưng cô ta là trung niên cảng nữ, tuổi gần 40 rồi. Trong cái tuổi hồi xuân, lại thiếu sự vuốt ve của đàn ông. Từ lâu để ý đến Leo, thích cái non nớt của anh ta. Hey, đừng có nói bậy bạ. Đồ tôi, có phải mày có ý đồ với Leo hay không? Nói mau, có hay không? Có. Trả lời lại lên, có hay không? Im đi, mày nói. Phải, Leo, mày cũng vậy. Già không chừa, nhỏ không tha. Sở phiết của trời hả? Thích già mới đủ kinh nghiệm à? Phải rồi. Chính là cổ, cổ phục rượu tôi, rồi quyến rũ tôi, còn làm tôi luôn nữa. Chính là cổ. Tôi không có. Nè, anh đừng nói bậy đó bà. Con quỷ cái dâm dục, mày làm quen Leo của tao. Cái người đàn bà hèn hạ này, không cho bài học thì đâu có được, đúng không? Nè, không, không có liên quan tới tôi. Chính họ, hai người họ đồng tình liên ái. Tôi thường thấy Leo giờ sâm mơ to nhỏ trong công ty, sau đó trốn vào nhà vệ sinh, dở trong đó cả nửa ngày. Anh và nó có chuyện với nhau? Đừng có nghe lời cô ta. Leo tuyệt đối không thích đàn ông. Cô không tin, nhưng tôi phải tin nó. Không, họ thật sự đồng tình luyến ái. Con đàn bà hèn hạ kia im miệng lại. Tôi là cô của nó, đương nhiên biết rõ chảy chảy không phải là đồng tình luyến ái. Cô kia là đại dâm phụ của thế kỷ, từng tuổi này mà còn hại con trai người ta.
Nếu ngày xưa hả đã bị bỏ lòng heo và thả trôi sông bị xử tử hình rồi. Vậy là cái người nào? Vậy là người nào đây? Nó. Chắc là mày rồi. Cái con đàn bà xấu xa này, mày làm bậy Leo lại còn nói láo nữa. Bà Đơn! Đau lòng rồi à. Tôi sẽ giết chết cổ. Không được. Cô giết chết cổ tức là để dễ dãi cho cổ quá. Tại sao? Hãy nghĩ coi, cổ chết không hối cải, xuống dưới địa phủ vẫn còn bám lấy chạy chạy. Như vậy cô sẽ phiền phức hơn. Đừng có để cho cổ chết, xuống âm phủ còn bám tôi. Tôi không muốn gặp mặt cổ nữa. Không giết chết cũng phải đâm cho cổ dài dao. Không được. Để tôi dạy. Có một bí quyết đối phó với hồ ly tinh rất là công hiệu. Nè, hãy cởi một chiếc giày ra, dùng đế giày cọ vô thái dương quyệt của cô ta. Trái 7 cái, phải 7 cái, 7 49 cái. Chà cho đến cổ tam hồn không thấy 7 vía. Chà cho cổ hết cái mùi trồn hôi của hồ ly. Để cổ có được không cái, cả cuộc đời phải ở giá. Còn làm cái thì lại không được cả cuộc đời, phải rất là đáng thương. Được. Không lẽ tin thiệt sao? Không được. Đau lắm. Cứu tôi. Leo, cứu tôi mau. Leo, cứu tôi. Không có sao chứ. Còn hỏi nữa. Dư thừa, cho dù tôi là ma cũng không có tha cho các người. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.